Ok, xin chào các bạn, mình là Trần Ngọc Thắng đây. Thì đầu video thì các bạn thấy rằng là Thắng đang đứng trên một cái bản vẽ quy hoạch của huyện Nhân Trạch. Đó các bạn, và cái vị trí mà Thắng đang đứng ấy, các bạn nhìn trên đây này, đây vị trí này này. Các bạn thấy rằng nó đang gần một cái ngã tư đúng không ạ? Đó, thì bây giờ Thắng phóng lại nhá, các bạn xem cái điều gì nhá. Đây, Thắng phóng lại này. Đấy. Đây. Thì từ đây qua, đây là thành phố Hồ Chí Minh này, từ thành phố Hồ Chí Minh đi qua tới đây. Thì đây chính là cái đoạn đường Vành Đai 3, đường Vành Đai 3 nhá. À, và đây là ngã tư này, thì tại sao Thắng tới đây? Bởi vì là các bạn thông cảm nhá, đường hơi ồn một xíu. Bởi vì là sáng nay thì đã có thông tin là Quốc hội đã bấm nút thông qua về cái chuyện là Vành Đai 3 rồi. Và trước đó có nhiều video Thắng đã nói về cái việc mà tháng 6 này mọi thứ sẽ rõ ràng hơn, đúng không ạ? Và cái thứ hai thì buổi Thắng hiện tại nó đứng hiện tại đang là lúc 2 giờ chiều. Và tới cái vị trí ngã tư này ấy, thì là trước đây cách đây 2 ngày là Thắng có tới rồi và Thắng thấy một hiện tượng nó xảy ra rồi. Thì ngày hôm nay Thắng lại tới, khi có bài báo đó Thắng tới đây để chi tiết hơn. Thì các bạn hãy tiếp tục xem video nhé để Thắng quay thực tế đang có cái điều gì xảy ra ở đây. Ok. Ok, các bạn thấy gì không? Đó, trước mặt Thắng này. Thì ngay cái ngã tư đó thì 2 ngày trước Thắng đang phán đoán ra cái tình hình là họ đã tự nhiên xe cẩu tới múc hết cái đoạn cây cao su ở ngay cái đoạn đường giao Vành Đai 3 từ thành phố Hồ Chí Minh qua tới đây. Đó, từ đây này, chạy xuống dưới kia. Đó, các bạn thấy không? Thì chẳng lẽ này ngẫu nhiên nó lại xảy ra cái hiện tượng này hay là sao? Đó, thì sâu chuỗi lại tất cả những sự kiện đó thì Thắng nghĩ là khả năng sẽ có một cái biến lớn ở Nhân Trạch trong cái thời điểm sắp tới. Bởi vì là ngay ngã tư, ngay cái đoạn mà Vành Đai 3 chạy ngang qua hiện tại đã cắt hết cao su rồi, và để chuẩn bị, có thể là để chuẩn bị cho một cái gì đó, hoặc là chuẩn bị để trồng những cây cao su mới chẳng hạn, đúng không các bạn? Đó thì đó, chia sẻ thực tế tới đó thôi nhá. Còn cái việc mà Vành Đai 3 có khởi công hay không ấy thì Thắng không có dám chắc, nhưng mà sâu chuỗi tất cả những sự kiện và những cái gì thực tế nhất thì Thắng cũng quay phim và chia sẻ và nêu ra những quan điểm của riêng bản thân mình. Thì mọi người thì đều có những cái quan điểm và những cái ý kiến riêng, mọi người có thể là chia sẻ và comment trên đây, và chúng ta cùng nhau giúp đỡ nhau để chúng ta tốt hơn trong công việc đầu tư của chính bản thân mình, đúng không ạ? Rồi. Chúc mừng Nhân Trạch nha. Còn đây là cái bài báo mà sáng nay Thắng cũng cập nhật được. Thì chắc chắn rằng nhiều bạn đã khi mà quan tâm đến đầu tư tại Nhân Trạch hay Long Thành ấy cũng có xem qua cái bài báo này rồi phải không ạ? Thì Thắng sẽ có một số phân tích nhỏ trong cái bài báo này nhé, chúng ta cùng xem nhé. Đó là hai siêu dự án đường Vành Đai 161.191 tỷ đồng được Quốc hội thông qua. Thì sáng ngày 16 tháng 6, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư xây dựng dự án đường Vành Đai 4 vùng thủ đô Hà Nội và dự án đường Vành Đai 3 thành phố Hồ Chí Minh. Thì nguyên cái bài báo cái phần đầu này thì nó sẽ là nói về Vành Đai 4 Hà Nội, thì hiện tại chúng ta chưa quan tâm đến phần đó tại vì chúng ta không, Thắng không đầu tư ở ngoài đó, đúng không ạ? Thì tiếp tục Thắng xuống dưới đây thì đó, đây dự án đường Vành Đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, dự án dài khoảng 76,34 km đường Vành Đai 3 chia thành 8 dự án thành phần theo hình thức đầu tư công. Sơ bộ nhu cầu sử dụng đất của dự án khoảng 642,7 ha, trong đó đất trồng lúa khoảng 70,24 ha. Đất trồng đất nông nghiệp khác thì khoảng là 103,52 ha. Đất trồng rừng, đất rừng sản xuất khoảng 16,82 ha. Đất dân cư khoảng 64,1 ha. Đất trồng cây lâu năm khoảng 229,62 ha. Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp là 11,2 ha, và đất khác khoảng 147,2 ha. Giải phóng mặt bằng toàn tuyến một lần theo quy mô quy hoạch trừ đoạn Tân Vạn Bình Chuẩn đã đầu tư. Sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án là 75,378 tỷ đồng. 75.378 tỷ đồng. Việc chuẩn bị đầu tư thực hiện dự án từ năm 2022, cơ bản hoàn thành tới năm 2025 và đưa vào khai thác từ năm 2026. Việc triển khai dự án được đáp ứng vào các cơ chế chính sách đặc thù sau, đặc biệt sau. Về nguồn vốn đầu tư sẽ được điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 tới 2025 là 17.146 tỷ đồng, được bố trí cho Bộ Giao thông Vận tải về các địa phương để thực hiện dự án. Đây, bạn nhìn chỗ này nhá. 17.146 tỷ đồng đã
đây nhỉ, đã bố trí cho Bộ Giao thông Vận tải về các địa phương để thực hiện dự án. Ở đây là đã bố trí nha. Trong đó thành phố Hồ Chí Minh là 10.627 tỷ đồng, Đồng Nai là 856 tỷ đồng, Bình Dương là 4.266 tỷ đồng và Long An là 1.397 tỷ đồng, cho phép tăng tổng vốn trung hạn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 tới 2025 từ nguồn vốn dự kiến tăng thu cho các địa phương. Quốc hội giao Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm là cơ quan đầu mối tổ chức thực hiện dự án, đảm bảo tính tổng thể đồng bộ của dự án. Trường hợp điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án trong thời gian Quốc hội không họp, Quốc hội ủy quyền Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định. Đó, thì ở đây cái vấn đề ở đây này, các bạn nhìn này, 17.146 tỷ đồng đã được bố trí cho Bộ Giao thông Vận tải về các địa phương. Thì cách đây 2 ngày thì cũng có một người anh cũng từ Hà Nội cũng nên là cũng quen biết nên là từ cái kênh YouTube về Thắng, thì hai anh em cũng trao đổi và chia sẻ, thì cũng được Thắng cũng được nghe chia sẻ là anh ấy có một nguồn thông tin đó là tiền đã bố trí về. Thì ngày hôm nay thì cũng vô tình đọc được cái bài báo này thì Thắng thấy ở đây nó cũng có một cái sự trùng hợp, đó là một sự trùng hợp đó. Thì trước đó như Thắng chia sẻ 2 ngày trước khi Thắng đi đến cái đoạn mà ở đầu video mà cắt cây cao su đó, thì Thắng cũng đã bất ngờ rồi. Và đến khi mà cái bài báo này ra và tới đây thì hầu như ngày hôm nay cao su đã nói hầu như đã cắt gần xong hết rồi. Thì Thắng cũng có hỏi một số điều ở một số người quen biết ấy, thì vị trí đó chính là vị trí đất công, thì khả năng sau này cái vị trí đó có thể là cái nơi mà sẽ diễn ra cái việc là cái lễ khởi công của đường vành đai 3 tại vị trí đường 25B đó. Đó. Thì nhưng mà cái ngày khởi công thì Thắng không biết nha. Tại vì khi Thắng hỏi thì thực ra Thắng nghĩ như này, nếu khởi công thì sẽ khởi công trong tháng 6 này. Nếu nha. Đấy không thể nào mà chính xác được nha. Tại vì hôm nay là ngày 16 tháng 6 rồi. Cũng là giữa tháng rồi, chuẩn bị hết tháng. Tháng 7 thì là tháng mưa ngâu, tháng cô hồn, thì cái việc mà khởi công thì nghe chừng có vẻ là không tốt cho lắm. Đó, thì không phải qua tháng 8. Đó, tháng 6, Thắng nghĩ là nếu không thì tháng 6 hoặc là tháng 8. Đó, tháng 7 thì cảm thấy nó tháng cô hồn, người gọi tháng 7 tháng cô hồn mà có vẻ nó không hay cho lắm. Nhưng mà chúng ta không biết thế nào được. Thì thôi, nhưng mà tổng hợp lại tất cả những cái dữ liệu, những cái sự kiện ấy, thì Thắng nghĩ rằng là cái hơi nóng của vành đai 3 thì nó đã sát lắm rồi, nên là các bạn cân nhắc nha khi cái việc mà đầu tư tại Nhân Trạch. Thì bởi vì là Thắng thấy là thời gian vừa rồi nhiều người đi xa ở những vùng ven, và dạo này cũng đang quay ngược trở lại và cũng đang quan tâm khá là nhiều tại Nhân Trạch. Và đây là cái nhịp khá tốt, Thắng nghĩ là nhịp khá tốt, bởi vì Nhân Trạch nếu mà đầu tư, Thắng nghĩ rằng là từ đó cho thấy khoảng 2-3 năm nữa thôi là nó sẽ ở cái mức giá cao và nó sẽ bão hòa hơn. Đó, và sẽ khó hơn rất là nhiều. Ok, và video ngày hôm nay thì Thắng chia sẻ vậy thôi nhé. Xin chào và hẹn các bạn trong những cái video sau.